Tử Vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, 6 tháng đầu năm 2021, công việc suôn sẻ nhưng sức khỏe giảm sút. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Thìn là người có khả năng giải quyết vấn đề và xoay chuyển tình huống rất tốt. Trong những trường hợp cần đưa ra phán đoán nhanh chóng, chính xác, họ thường là những người tiên phong đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Tuổi Giáp Thìn là người có trách nhiệm với công việc được giao, họ không bao giờ khiến cho người khác thất vọng. Tuổi Thìn mệnh hỏa trong từng hành động, cử chỉ luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn, tự tin và luôn trong tư thế đón đầu với khó khăn, thử thách. Mỗi khi đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ không vội vàng hấp tấp mà hỏng việc. Họ bước từng bước vững chắc trên con đường đi tới thành công. Bước sang năm 2021, tuổi Giáp Thìn vẫn phải phá thái tuế, nên khó lòng yên ổn, cộng thêm hung tinh chiếu mạnh, mang đến xui xẻo cho mọi mặt, từ sự nghiệp, tài vận cho đến tình cảm. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Giáp Thìn trong đầu năm 2021. Vận trình của tuổi Giáp Thìn trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa đầu năm 2021, có thể nói đây là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với ông bà sinh năm 1964. Bởi ông bà tuổi Giáp Thìn sẽ phải đương đầu với cục diện phá thái tuế. Vì vậy, sự nghiệp của ông bà khó có thể đạt được những bước thăng tiến thuận lợi. Mục tiêu đặt ra vì thế khó có thể hoàn thành được như mong muốn. Thậm chí còn dễ vướng phải chuyện thị phi do đồng nghiệp, bạn bè gây ra. Tình hình tài chính của ông bà cũng không có nhiều dấu hiệu tích cực. Nếu nóng vội đầu tư, có thể rơi vào cảnh tổn thất không đáng có. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao của ông bà trong thời gian này không thuận lợi cho lắm, ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp cũng như đường tình duyên của ông bà. Hơn nữa, người xưa thường có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, có nghĩa là với mỗi năm khi thái tuế đến thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh, bất nghi động, cho nên ông bà sẽ hung họa khôn lường. Vậy nên để có thể hóa giải, ông bà tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh. Có thể từ đó, ông bà gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình của ông bà tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy sự nghiệp của ông bà tuổi Giáp Thìn không đạt được bước tiến đáng kể nào. Chủ yếu là vì ông bà không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào chuyện mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Thậm chí, có ông bà thường xuyên đứng ở vị thế đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cất nhắc, được giao cho cơ hội khẳng định giá trị của bản thân.
Cho nên trong thời điểm này, ông bà cần giữ trạng thái bình tĩnh khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Chớ nên nóng nảy, bất mãn, hành xử theo cảm xúc nhất thời. Như vậy chỉ khiến ông bà mắc thêm nhiều vấn đề khó giải quyết hơn. Ngoài ra, ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam giác khai vận, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp ông bà tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ ông bà phát triển công việc trong năm 2021. Về mặt tài lộc và tiền bạc, tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của ông bà tuổi Giáp Thìn. Trong thời điểm này, ông bà không nên nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Nhất là với ông bà làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong thời gian này, nếu không sẽ rơi vào cảnh lỗ vốn. Đặc biệt, sẽ có khoảng thời gian anh em trong nhà sẽ mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc, cho nên ông bà cần phải có cách ứng xử, hòa giải, khéo léo. Cho nên thời gian cát khuyên ông bà tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp hóa giải các vận hạn và xua đuổi những hung tinh xung quanh mình, từ đó mang lại may mắn, tài lộc. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ tương trợ ông bà tuổi Giáp Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Về mặt tình cảm và gia đạo, tử vi còn nói gia đạo và tình cảm của ông bà tuổi Giáp Thìn không lý tưởng trong thời điểm nửa đầu năm 2021. Với ông bà đã có gia đình thì trong thời gian này sẽ thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về cả những việc trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Đôi bên đều cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu, cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân khiến tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Còn với ông bà đang sống độc thân hoặc đơn thân, trong nửa đầu năm Tân Sửu không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân cũng thường xuyên ở vào thế bị động nên khó thể tìm được ra người phù hợp với mình. Cho nên ông bà tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng vận đào hoa, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ của người tuổi Giáp Thìn trong năm 2021. Đặc biệt, vòng sẽ mang đến sức khỏe, bình an và trường thọ cho ông bà. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe không được lý tưởng, ông bà tuổi Giáp Thìn cần tránh những khu vực ẩm ướt hoặc u ám để tránh những tai nạn hoặc sự cố bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, ông bà cần giữ tâm lý tích cực để đối diện với khó khăn, cũng là một trong những cách hiệu quả giúp ông bà duy trì được sức khỏe tốt, tránh tình trạng đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, ông bà tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà hóa giải cục diện xấu, xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa phù hộ bảo vệ bản mệnh của ông bà tuổi Giáp Thìn. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Tháng 1 âm lịch. Năm 2021, ông bà tuổi Giáp Thìn gặp phải cục diện phá thái tuế, cho nên cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều điều không may mắn. Tuy nhiên, điều đáng mừng là trong tháng đầu tiên của năm mới, ông bà không gặp phải vấn đề nào quá phức tạp. Do có thái độ làm việc tích cực và nhiệt tình nên ông bà không sợ khó khăn, vất vả hay đối diện với áp lực. Chính nhờ vậy mà ông bà sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tình hình tài lộc của ông bà trong tháng này cũng không có nhiều biến động, mức lương hay lợi nhuận không gia tăng quá nhiều. Tuy nhiên, ông bà cần chú ý chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Thứ hai là tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, ông bà tuổi Giáp Thìn phải đối diện với một vài khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Tình trạng sức khỏe của ông bà cũng có dấu hiệu giảm sút, cho nên ông bà làm việc gì cũng vất vả hơn mọi người xung quanh. Nhiều công việc đổ dồn lên đầu khiến ông bà thường xuyên phải chịu áp lực. Tốt nhất nên cố gắng giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực. May mắn là thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của ông bà đang phát triển khá tốt. Ông bà có thể hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người ở xung quanh.
Ngay sau ông bà cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, không nên giấu bệnh, không nên chần chừ, không đi khám một khi cơ thể đã có biểu hiện bệnh tật. Tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, ông bà tuổi Giáp Thìn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Do ông bà thường xuyên lơ là nên dẫn đến những lỗi sai không đáng có. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội để hạ ông bà. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều điểm sáng, ông bà sẽ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc bị người khác lừa gạt, mất tiền. Vì vậy, nếu muốn tránh được nhiều rắc rối, ông bà cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình. Tháng 4 âm lịch. Tình hình tài chính của ông bà tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu tăng nhẹ trong tháng này, chủ yếu là nhờ có các tin chủ về tài lộc chiếu mệnh. Ông bà có thể phát tài bất ngờ hoặc giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Ông bà nên coi đây là động lực để bản thân mình tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc là điều ông bà cần phải quan tâm và chú ý. Ông bà thường xuyên mắc phải những căn bệnh vặt dù không nghiêm trọng nhưng lại sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Cho nên ông bà cần chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe. Tháng 5 âm lịch. Vận trình của ông bà sinh năm Giáp Thìn có dấu hiệu cải thiện hơn khoảng thời gian trước đó. Ông bà dần có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc. Nhờ thế mà ông bà phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có được hướng khắc phục hợp lý. Ông bà cũng dần dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe lại không được tốt đẹp. Giờ giấc sinh hoạt không khoa học là một trong những nguyên nhân chính khiến ông bà thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu. Ông bà cũng thường xuyên mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Tháng 6 âm lịch. Ông bà tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 bình ổn trên nhiều phương diện. Ông bà tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Thậm chí ông bà còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tạo thêm cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính của ông bà trong tháng cũng không có nhiều biến động, cho nên ông bà dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Giáp Thìn trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Giáp Thìn. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, ông tuổi Giáp Thìn gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2 và tháng 5 âm lịch. Không những vậy, ông còn gặp phải hạn bán tận. Hạn này chủ về hao tài, tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Chớ có đi khai thác lâm sản, chủ về gặp tai nạn. May mắn hơn ông, bà tuổi Giáp Thìn đời sau thái âm chiếu mệnh. Sau này rất tốt cho nữ giới, thường đem lại sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc và may mắn về tiền tài. Tuy nhiên, bà lại gặp phải hạn huỳnh tuyền. Đây là hạn xấu, tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Người gặp sao hạn huỳnh tuyền sẽ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu giành lợi nếu có thành sẽ xảy ra thất bại. Cho nên ông bà cần chú ý nhiều hơn trong thời điểm này. Thứ hai, luận giải hung cát niên vận sau tháng đầu năm theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Nhâm Thìn có tuần, triệt, quan sách, chủ về khó khăn, bất lợi, tăng thêm xui khí, xuyên suốt năm. Cung tam hợp có các sao thiên hỷ, lòng đức, văn tinh, báo tin vui về tình cảm, chuyện con cái, học hành. Tuy nhiên, lại có các hung tinh như đà la, tiểu hao, bệnh phù gây bất lợi về sức khỏe và tiền bạc. Còn có xung chiếu gồm các cát tinh, thiên đức mang vận quý nhân tốt. Nhưng hung tinh kình dương và quả tú lại báo điểm sát thương về cả thể chất và tinh thần. Ông bà cần cẩn trọng trong năm, phải động chạm, giao kéo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của ông bà tuổi Giáp Thìn. Phần tử vi này đều được các thầy gia cát
và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận tử vi và phong thủy. Để được cập nhật nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.